Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 524 huyện Nga Sơn có chiều dài 13,1 km, đi qua 5 xã với diện tích đất bị ảnh hưởng là gần 138.000 m². Dự án được phê duyệt thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Hiện nay, huyện đang tập trung nguồn lực, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Nga Sơn đã phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân, tập trung đẩy nhanh các bước đo đạc kiểm đếm, thu thập thông tin về đất đai liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời tập trung làm tốt công tác lấy ý kiến nhân dân, công khai phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Đến nay, huyện Nga Sơn đã giải phóng được 78,6 nghìn mét vuông đất, tương đương 6,9 km đường. Giảm trừ trong cái quá trình mà thực hiện thì chủ đầu tư tôi cũng đã chỉ đạo nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, lập hồ sơ, ký tá các cái phụ lục và đề nghị giảm trừ theo đúng quy định. Nội dung thứ hai là liên quan đến cái công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo môi trường trong quá trình thực hiện dự án. Thì cái này thì chủ đầu tư chúng tôi đã ban hành cái văn bản chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan ngay và tổ chức cái buổi hội nghị giao ban và chấn chỉnh các cái nhà thầu và đề nghị các cái nhà thầu trong quá trình thi công mà nếu không chấp hành nghiêm thì sẽ yêu cầu là dừng thi công. Với quan điểm giải phóng đến đâu tập trung thi công đến đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công, phấn đấu sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch trong quý 1 năm 2025.